Vì tác ý kia ngăn cản đại bồ đề cũng phá trừ tư lương, không được viên mãn, cho nên khi tâm của chúng đại bồ tát bị tác ý kia xem tạp, thì càng xa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy, tâm các bồ tát không nên xen tạp tác ý về thanh văn độc giác. Các bồ tát vì cầu đại bồ đề nên phải tránh xa nó, đừng cho tạm khởi. Thân ở nơi các cõi phải tùy thuận tác ý phiền não, chẳng bị xen tạp lắm đối với tâm bồ tát. Vì sao mãn từ tử? Vì các bồ tát cầu đại bồ đề chỉ vì muốn độ các hữu tình, nên mặc giáp tinh tấn an trụ lâu dài trong sanh tử để làm lợi ích lớn. Không nên suy nghĩ mau chóng chấm dứt phiền não, do suy nghĩ này nên ngay hiện tiền thân thọ lâu dài ở các cõi, y vào đó mà giữ gìn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác đều được viên mãn. Tác ý tương ưng với phiền não như vậy sẽ tùy thuận hộ trì các bồ tát ở thân sau, đưa đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Từ khi chưa chứng bồ đề cho đến lúc chưa ngồi tòa bồ đề diệu pháp thì không dứt sự mong cầu. Tác ý như vậy không nên diệt trừ hẳn. Vì vậy, chúng đại bồ tát nếu ngay khi hiện tiền khỏi phiền não thì không nên quá nhàm chán sanh tử. Vì sao mãn từ tử? Vì chúng bồ tát đối với các phiền não nhớ nghĩ có ơn nên nghĩ như vậy. Do điều kia nên đưa ta đến các loại tư lương bồ đề làm cho mau chóng viên mãn. Điều kia đối với ta có ơn đức lớn. Vì sao? Vì cũng như thiện pháp khác mang lại lợi ích cho ta nên ta kính trọng. Phiền não cũng vậy, không nên chán ghét. Đối với các phiền não và cảnh giới kia, bồ tát dùng phương tiện thiện xảo cũng phải kính trọng sâu xa như kính Phật Thế Tôn. Vì sao? Vì các bồ tát này biết dùng phương tiện thiện xảo suy nghĩ, do phiền não các cõi chưa dứt hẳn nên ta phải tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều được viên mãn. Nhân điều này nên phát trí nhất thiết trí, từng giờ tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Từng lúc làm cho phiền não, các cõi lần lượt được bào mòn, cho đến hoàn toàn chấm dứt, liền chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ví như người buôn, dùng xe chở nhiều vật quý báu nặng đến thành lớn rất xa, từng giờ xe kia vận chuyển tiến dần, về phía trước, từng lúc các bộ phận trục vành vân vân nơi bánh xe mòn dần dần, nhưng cũng từ từ vào được thành lớn. Một khi các bộ phận của xe bị hư hoại, thì sự việc đã thành tựu rồi, người chủ không hối tiếc nữa. Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo cũng như vậy, với phiền não dựa vào thân để hộ trì. Từng giờ do phiền não hộ trì thân liên tục, khi ấy, từng lúc bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Từng giờ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác dần dần viên mãn. Khi ấy, từng lúc làm cho các phiền não dần dần suy giảm. Từng giờ làm cho các phiền não dần dần suy giảm. Khi ấy, từng lúc dần dần cài cận trí nhất thiết trí. Nếu khi Bồ Tát chứng đại Bồ Đề, bấy giờ các phiền não y vào thân đều chấm dứt. Những việc cần làm đã làm xong, không còn thọ thân phiền não. Như xe đã vào thành rồi, không cần dùng xe. Phiền não như vậy, đối với đại Bồ Đề, tuy là chướng ngại nhưng có sức hộ trì tương đương Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát cho đến chưa ngồi tòa Bồ Đề diệu giác, cũng chưa diệt trừ hẳn. Nếu được Bồ Đề thì tất cả đều chấm dứt. Nếu có hữu tình đến chỗ Bồ Tát trước thì khinh khi của trách, sau cầu xin tài pháp thì Bồ Tát hoan hỷ bố thí cho, nghĩ như vậy. Hữu tình này đến chỗ ta, cho ta ơn đức lớn, khiến ta thành tựu bố thí an nhẫn, do đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Ta nhờ người này nên phát tâm tăng thượng, đạt đến đại bồ đề, thủ thắng hơn cảnh giới khác. Vì vậy, trong các tác ý của Bồ Tát này, chỉ trừ tác ý tương ưng với nhị thừa, còn các tác ý khác đều không chán bỏ, vì đối với sự chứng đắc trí nhất thiết trí đều có sức hộ trì này. Khi ấy mãn từ tử liền hỏi cụ thọ xá lợi tử, chẳng lẽ nhị thừa đối với trí nhất thiết không có sức hộ trì sao?
nghĩa là các thanh văn cũng có thể dạy dỗ, giáo huấn Bồ Tát, giúp cho họ siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Hoặc các độc giác cũng làm ruộng phước, cúng dường, y phục, thức ăn cho các Bồ Tát, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Vậy tại sao nói các ý tương ưng với thanh văn độc giác là không có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này? Xá Lợi Tử liền trả lời cụ thọ Mãn Từ Tử: đúng vậy, đúng vậy, thanh văn độc giác đều có sức hộ trì trí nhất thiết và tư lương này, nghĩa là các thanh văn cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, giúp họ siêng năng tu học pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh, rốt ráo không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học tịnh quán địa, chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học mười lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng.